Quý Bình lộ quan hệ thật với hai con gái riêng của vợ đại gia, có êm ấm như lời đồn. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, doanh nhân Ngọc Tiền, bà xã nam diễn viên Quý Bình, đã đăng tải một bài viết khen ngợi chồng hết lời. Đặc biệt, nữ đại gia còn tiết lộ đức tính của ông xã nổi tiếng khiến bản thân cô phải thay đổi tính cách. Cụ thể, doanh nhân Ngọc Tiền cho biết trong cuộc hôn nhân của mình, Quý Bình là người luôn giữ lửa, anh rất bản lĩnh, có hành xử dứt khoát, là một người cha, người chồng tốt. Đặc biệt, bà xã đại gia cũng tiết lộ rằng nam diễn viên luôn yêu thương, chở che cho vợ con. Đáng chú ý, Ngọc Tiền cho biết chính ông xã kém tuổi đã thay đổi tính công của cô, dạy con rất khéo. Anh, người đàn ông luôn giữ lửa trong gia đình, dứt khoát trong hành xử và bản lĩnh đầy đủ của một người chồng, người cha. Yêu thương, che chở vợ con là vô bờ bến. Thay đổi cái tính công của vợ và dạy con là khỏi phải bàn tới luôn. Chúc anh, chàng trai tháng 11 có một ngày sinh nhật đầy yêu thương từ những người thân bên cạnh và cả những người thân đang ở cách xa về địa lý, nữ doanh nhân chia sẻ. Chia sẻ của nữ đại gia nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Mọi người đều hết lời khen ngợi Ngọc Tiền cưới được anh chồng vừa nổi tiếng điển trai lại có nhiều đức tính tốt như vậy. Đặc biệt, việc nữ doanh nhân khen chồng dạy con khéo đã tiết lộ luôn mối quan hệ của Quý Bình với các con riêng của vợ. Được biết, nam diễn viên rất thân thiết với con riêng của vợ. Qua lời Ngọc Tiền chia sẻ thì Quý Bình xem các bé như con ruột của mình, yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ rất cẩn thận, khéo léo. Hai bé cũng rất yêu mến bố dưỡng. Bấy nhiêu cũng đủ cho thấy được tổ ấm của cả hai rất hạnh phúc. Mọi người đều yêu thương nhau. Diễn viên Quý Bình và bà xã doanh nhân Ngọc Tiền về chung nhà hồi cuối năm 2020. Bà xã anh là bà trùm bất động sản ở Phú Quốc, sở hữu nhiều khối tài sản giá trị tại đây. Cũng vì hơn tuổi ông xã lại giàu có, nên thời điểm cả hai đi đến quyết định kết hôn, có không ít người bàn tán nói lời không hay về mối quan hệ này. Tuy nhiên, vợ chồng Quý Bình đều bỏ ngoài tai những thị phi, sống hạnh phúc viên mãn bên nhau. Đặc biệt, doanh nhân Ngọc Tiền cũng tiết lộ rằng sau khi hiểu hơn về cả hai thì một số người đã chuyển sang hâm mộ hai vợ chồng. Thực tế, nhiều người sau khi theo dõi chúng tôi một thời gian đã hiểu và quay sang hâm mộ cả hai vợ chồng. Tôi không thấy ngột ngạt hay áp lực vì phân định rất rõ giữa đời sống cá nhân và công việc. Tôi càng không bao giờ để những thông tin trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến công việc của mình, bà xã Quý Bình từng tâm sự. Bên cạnh đó, dân mạng vô cùng quan tâm cách hành xử của vợ Quý Bình với gia đình chồng. Là doanh nhân giàu có, không biết vợ Quý Bình khi về nhà chồng có giống như những nàng dâu bình thường khác hay không? Cách đây không lâu, trên trang cá nhân của mình, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, bà xã Quý Bình đã chia sẻ một đoạn clip cũ lúc cô về thăm nhà chồng thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Cụ thể, trong đoạn clip, nữ đại gia Ngọc Tiền không ngại sáng tay lao vào phục vụ người thân rửa bát sau bữa tiệc ở nhà chồng. Dáng vẻ tháo vát, sự nhanh nhẹn khi làm việc nhà của nàng dâu đại gia nhà Quý Bình khiến nhiều người xem vô cùng thích thú. Đặc biệt, theo tiết lộ của nữ doanh nhân thì lúc đó cô vừa hoàn thành công việc với đối tác, lập tức tranh thủ về nhà chồng ăn dỗ. Đáng chú ý, trong đoạn clip, khi bà xã Quý Bình ngồi rửa chén, mẹ chồng ở kế bên sợ con dâu mệt vì vừa xong việc lại tất bật về nhà chồng rồi phụ dọn dẹp. Thế nhưng nữ đại gia cười nhẹ nhàng đáp, con rửa một tí là xong thôi. Hình ảnh này của Ngọc Tiền nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng, bởi họ cho rằng bà xã Quý Bình rất gần gũi dễ mến, lại không hề có sự phân biệt mình là đại gia, người có địa vị xã hội, chỉ ngồi mâm trên. Thay vào đó, cô làm đúng nghĩa vụ vợ hiền dâu thảo, nấu ăn rửa bát để chăm sóc vun vén gia đình. Được biết, dù bận cách mấy thì cứ vào cuối tuần, vợ chồng Quý Bình, Ngọc Tiền lại đưa nhau về Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để thăm gia đình. Qua một số live stream, Quý Bình chia sẻ, nhiều người cũng thấy được doanh nhân Ngọc Tiền rất được lòng tất cả các thành viên trong nhà bởi sự nhiệt tình, hòa nhã và chu đáo. Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền quen biết nhau trong một sự kiện. Sau 3 năm hẹn hò, cả hai tổ chức đám cưới vào cuối tháng 12 năm 2020. Được biết, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền hơn Quý Bình 7 tuổi, cô đã qua một đời chồng và có con riêng, hiện đang là tổng giám đốc của một công ty bất động sản. Theo chia sẻ từ Quý Bình, bà xã anh dù giàu có nhưng lại thuộc tuyết phụ nữ giản dị mộc mạc ở đời thường. Không những vậy, Ngọc Tiền lại rất tinh tế, gần gũi và chu đáo. Chính điều này khiến Quý Bình cảm thấy an tâm và tin rằng anh đã chọn đúng người. Hiện họ vẫn tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tập trung cho việc kinh doanh lẫn nghệ thuật. Cả hai cũng không áp lực chuyện con cái và xem đó là duyên số.